Marumini, gửi số cáo 60 super sume, chúc phi sư nông, phi nông sòng bàn sàm na, hóa cử phải bia bán cản ma, bác sĩ bia bàn bia mương bất trà, bia hay bia hà bộ, ma in ổ hòm tòm muôn, chúc mừng hở làng hết máu ải ông, nên bà sở mini máu, cấu mi sáng hơn xưa, sau tháng nà tê hơn, sau chúc hở xung phò mẹ phi nông hâu, và cả lốc chơi hào hẳn khăn mạnh, chết bia bàn tướng trà bàn, chết cản mương tướng trà hù, phụ tánh tay ca lầy tướng mang khóng, và rút nòng rút na mi bà tổ màu, sao chúc hở xúc bò mẹ phi nòng hao lớp chơi hào hẳn khăn mạnh rất kín phát tài mới nà cắn má hồi thì đều có chứng chưa cần kín khẩu hé lầu chén chẹp cho muốn tôi hà chứng chưa cần nhìn muôn hở tay hơn con nên nơ xúc bò mẹ phi nòng nữa chào đón tới toàn thể quý vị khách quý, rồi vâng kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, lời nói đầu tiên thì cho phép Khánh Hồng xin được gửi tới toàn thể các anh chị một lời kính chúc sức khỏe với một lời chào và lời cảm ơn chân thành nồng nhiệt nhất. Rồi vâng kính thưa toàn thể các anh chị trân trọng và kính mến, chúng ta biết rằng một năm có 365 ngày đúng không ạ? Trong 365 ngày ấy sẽ có một ngày vui, một ngày đặc biệt, một ngày ý nghĩa đối với mỗi con người của chúng ta. Và ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày ý nghĩa đối với gia chủ của chúng tôi, ông Trê và San đúng không ạ? Long trọng tổ chức mừng lễ tân gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng với sự hiện diện nhiệt tình đông đủ của toàn thể quý vị khách quý, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao cho gia đình. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể các bác anh chị đã hiện diện trong buổi trưa ngày hôm nay. Đến những giờ phút tại đây, anh em những người làm chương trình, không để quý vị chúng ta phải chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trơ và Son, gia chủ tân gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay, hãy cùng với thân gia đình thân yêu của mình nắm tay nhau di chuyển lên đế đài. Chúng ta đã nhìn thấy ông Trơ và San nở nụ cười rất vui, một niềm hạnh phúc, một niềm sung sướng trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Cho phép Khánh Hưng hỏi ông Trơ một chút, có vui hay không ạ? Ông có vui không ạ? Ông có vui không ạ? Có ạ. Và San hôm nay có vui, có hạnh phúc như năm mình đã cưới ông Trơ không ạ? Rất là vui. Toàn thể quý vị chúng ta đổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng quý vị. Cát trồng buổi trưa ngày hôm nay diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin thông báo đến anh Nguyên, con trai cả của ông Trơ và San trong buổi trưa ngày hôm nay, hãy cùng dắt gia đình thân yêu của mình trở về sân khấu để diện kiến tới toàn thể quý vị đi ạ. Rất là tươi.
hãy trở về sân khấu được ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bác anh chị trân trọng và kính mến, đang hiện diện trên trung tâm sân khấu ngay lúc này, đó chính là những gương mặt hạnh phúc rạng ngời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, là gia chủ của chúng tôi, ông Trơ và San, cùng với đôi vợ chồng cả, đúng không ạ? Và để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã hiện diện trong buổi trưa ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời tại gia đình của chúng ta, hãy dành một cái cúi chào thật sâu tới toàn thể quý vị đã, xin mời! Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bác anh chị trân trọng và kính mến, nhân gian vẫn thường lưu truyền một câu nói rằng cháu tâu hỏi vợ làm nhà, cả ba việc đó việc nào cũng to. Cháu tâu có nghĩa rằng mình đã tìm được cho mình một công việc ổn định, phù hợp, mang lại lợi ích về cho bản thân và gia đình. Còn hỏi vợ, đó chính là những giây phút thăng hoa hạnh phúc nhất của mỗi con người chúng ta, khi được nắm tay người mình yêu đi đến hết cả cuộc đời, đúng không ạ? Còn xây nhà dựng cửa thì không thể thiếu cho mỗi gia đình của chúng ta, đúng không ạ? Vì đó không chỉ là một nơi nghỉ ngơi đâu, là một nơi che nắng, che mưa, và là một nơi tình yêu không bao giờ kết thúc, đúng không ạ? Dạ vâng, kính thưa toàn thể cô bác anh chị trân trọng và kính mến, ban tổ chức chúng tôi không để quý vị chúng ta phải chờ lâu hơn nữa, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng tuyên bố buổi lễ mừng tân gia tại cát cho ông Trơ và San xin phép chính thức được bắt đầu. Toàn thể quý vị chúng ta nổ một tràng pháo tay với quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bác anh chị trân trọng và kính mến, những tràng pháo tay của toàn thể quý vị, những màn pháo hoa phá điện rực rỡ đã nổ ra, đó chính là những giây phút thăng hoa hạnh phúc nhất của gia đình ông bà, của lễ tân gia chính thức được diễn ra rồi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bác anh chị trân trọng và kính mến, cách đây khoảng 2-3 năm về trước, gia đình ông Trơ cũng gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, nhưng mà ông bà là không ngần ngại tìm cách học hỏi và làm ăn, và cũng tích lũy được một số tài sản kha khá, và đến ngày hôm nay cũng đã tự xây cấp được cho mình một ngôi nhà khang trang xinh đẹp. Và để có được một ngôi nhà khang trang xinh đẹp như buổi trưa ngày hôm nay thì ông bà cũng không thể quên được các anh thợ xây đã đem từng viên đá xi măng sắt thép tạo dựng và hoàn tất lại cho ông bà một ngôi nhà khang trang xinh đẹp. Và ban tổ chức Khánh Hợp xin gửi lời cảm ơn tới các anh thợ xây lắm miệt mài chịu khó suốt thời gian qua. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các bác anh chị trân trọng và kính mến, chúng ta có thể rót đầy chén rượu của mình được không ạ? Để cùng đi với gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng kính mời anh Kim gửi những chén rượu nồng thơm và gửi tới toàn thể quý vị những lời chúc tốt đẹp. Toàn thể các bác anh chị chúng ta rót đầy chén rượu của mình được không quý ơi? Quý nào ơi là quý nào ơi, áo càng tướn ngừng ơi, thấu sầu chúc mừng cho mừng ngân mã làng sừng lớp bà mẹ quý nào ơi. Toàn thể quý sẵn sàng chưa? Khánh Hợp sẽ làm bắt nhịp cầu nối cho gia đình. Đấy, toàn thể quý vị, chúng ta cùng uống cạn chén rượu được không ạ? 1, 2, 3, 2, 3, chúc mừng lễ tân gia đại cát, xin mời!